người sói bên trên này. Phun gắt, cô gắt tới từ chiều ý. Ở đây thắng đấu là Spider Girl đến từ JCC. Nỗ lực Pascal của Quang Hải thì có
Max Vidal on bus one. Alexander Kanalin in red. And Nguyễn Hoàng Phúc in blue. Huy chương vàng dành cho nam dưới 62kg tổ chức.